8 chữ đừng, 6 chữ nên, tuổi già phải nhớ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Kính thưa quý vị và các bạn, bước sang dốc bên kia của cuộc đời, ta mới nhận ra giá trị thực của cuộc sống, không phải là danh vọng vù hoa, mà là cuộc sống bình yên khỏe mạnh. Ai cũng muốn nửa đời sau thanh thản, mạnh khỏe, không bị bệnh tật tấn công. Tuy nhiên đó không phải là điều đơn giản. Muốn sống trường thọ minh mẫn, người già nhất định phải nhớ 8 chữ đừng, 6 chữ nên sau đây. Quý vị cùng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. 1. Đừng tranh giành chức tước công việc. Lúc về già, đặc biệt là khi về hưu, đừng tham gia làm lãnh đạo hay bất cứ công việc nào ở các cơ quan, đoàn thể, địa phương. Không phải đó là hành động thiếu trách nhiệm đâu. Già rồi, sức khỏe, trí tuệ đều xuống dốc. Người trẻ họ nhanh nhạy và làm tốt hơn mình nhiều. Tóc đã pha sơn rồi, đừng tham quyền cố vị, ham thích cái danh hão làm gì cho mệt. Hơn nữa, khi tuổi đã cao, cũng nên để trí não thảnh thơi, tiết kiệm sức khỏe để tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp của cuộc đời. Cả thanh xuân lao tâm khổ tứ, về già lại lao vào những việc vác tù và hàng tổng, phỏng có ích gì. Nghỉ hưu rồi, cũng không nên đến cơ quan cũ, nếu không được nhận lời mời trân trọng hoặc vào những dịp Tết đặc biệt. Nếu có đến chơi, cũng đừng nên tò mò vào công việc của đồng nghiệp. Mình đã nghỉ hưu rồi, không cần quan tâm đến những việc ấy nữa. Đặc biệt, đừng góp ý gì, vì dù có góp ý thì họ cũng chẳng muốn nghe đâu. Hơn nữa, lâu không cập nhật tình hình, mình cũng lạc hậu so với lớp trẻ rồi. Thứ hai, đừng sống chung với đứa con nào. Nhiều người già có sai lầm, vì thương con nên muốn ở cùng để đỡ đần cho con. Chúng đi làm vất vả thì cha mẹ ở nhà có thể giúp nấu nướng hoặc làm những công việc nhà. Sai lầm này có thể khiến cho chúng ta mất đi những năm tháng thoải mái cuối đời. Thậm chí có thể biến chúng ta thành kẻ ở trọ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Vì vậy, dù là trai hay gái, dù dâu hay rể cũng vậy, không nên ở chung với đứa nào cả. Con không có tiền mua nhà thì thuê, không đủ tiền thuê thì mình hỗ trợ, quyết không ở chung. Trai gái dâu rể gì cũng vậy, hết một tuần đến thăm nhau một lần vào ngày cuối tuần là đủ. Hãy dành cho mình một khoảng không gian tĩnh lặng để tận hưởng những ngày tháng bình yên bên người vợ, người chồng thân yêu của mình, như thế là đủ. Thứ ba, đừng đánh mất danh tiếng của mình. Danh tiếng phẩm hạnh đã tạo dựng cả cuộc đời, nên càng về già càng phải giữ gìn quý trọng. Càng già càng phải yêu và đề cao sự tôn nghiêm của bản thân. Tuổi đã cao, đừng động chạm đến ai và cũng đừng để ai làm hại sự tôn nghiêm của bản thân mình. Muốn vậy, chúng ta cần phải tránh xa những kẻ xấu, tránh xa những việc làm xấu xa, đánh mất sự tôn trọng của mọi người xung quanh dành cho mình, thì phần đời còn lại coi như bỏ phí. Giữ gìn lòng tự trọng, tự yêu bản thân, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng, thoải mái và hạnh phúc. Hãy làm những điều mình thích, nhưng cần phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của bản thân. Luôn nở nụ cười với những người xung quanh. Cuộc sống như vậy sẽ trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ và thoải mái. Khi đó mọi người xung quanh sẽ luôn tôn kính và yêu thương chúng ta. Thứ 4. Đừng kể chuyện ngày xưa với con cháu. Khi về già, ta thường thích nói chuyện ngày xưa như là cách để các con cháu học tập và noi theo. Những câu nói kiểu như: ngày xưa ta đi học, ngày xưa nhà chỉ có. Những thứ trải nghiệm ngày xưa ấy không có ý nghĩa gì với ngày nay cả. Các con của bạn đã không muốn nghe, các cháu lại càng trở nên xa vời, như là một chuyện cổ tích hoang tưởng. Những thứ ngày xưa ấy chỉ là hoài niệm của một thời đã qua. Thường nói chuyện ngày xưa chỉ khiến chúng ta trở thành kẻ lầm cầm trong mắt con cháu mà thôi. Chỉ nói chuyện ngày xưa với những người bạn cùng trang lứa, những hoài niệm ấy sẽ đem đến những giây phút thư giãn tuyệt vời để chúng ta trở về với một thời đã xa. Thứ năm, đừng tức giận. Tuổi già thường dễ nổi nóng hơn giận vì những chuyện lặt vặt, tùn mùn, cảm giác mình trở thành kẻ vô dụng, thừa thãi, tạo nên những thay đổi trong tâm lý của chúng ta. Tuy nhiên, sự tức giận trong bất cứ hoàn cảnh nào đều không tốt đẹp gì cả. Tức giận sẽ dẫn tới những hành động, lời nói xấu xí, ảnh hưởng đến nhân cách, sự tôn nghiêm của bản thân,
cũng như sự tôn trọng của mọi người dành cho mình. Điều quan trọng nhất của tuổi già là tinh thần vui vẻ lạc quan, chuẩn bị tâm thái bình thản đón nhận tuổi già. Khi tâm an thì bệnh tật mới không có cơ hội tấn công ta. Khi sức khỏe dồi dào, tinh thần thoải mái thì những năm tháng cuối đời ở nhân gian mới thực sự giống như tiên cảnh. Thứ 6, đừng lười biếng tư duy. Duy trì lối sống trẻ trung, luôn cố gắng tiếp nhận cái mới, không để đầu óc mình quá nhàn rỗi chính là cách để kéo dài sự dẻo dai của bộ não. Khi về già, bạn có thời gian và có thể làm những điều mình thích, dồn tâm sức để thực hiện những mong muốn mà khi còn trẻ, vì nhiều lý do mình không thể làm được. Nếu cho bộ não nghỉ ngơi quá sớm, não chúng ta có thể đã già nua ngay cả khi cơ thể vẫn còn rất khỏe mạnh. Người có tâm hồn trẻ tương đương với việc có một cái nhìn lành mạnh về cuộc sống. Họ có một nhân sinh quan tốt. Ngược lại, những người có tâm lý già trước tuổi, dễ bi quan, chán nản, sẽ giống như đang chậm rãi uống một liều thuốc độc vậy, khiến cả tinh thần lẫn thể xác bị tổn hại nặng nề. Lão hóa sẽ không bắt đầu từ nếp nhăn hay là tóc bạc, mà bắt đầu từ chính tâm hồn của bạn. Chỉ những ai sống lạc quan mới mãi mãi giữ được tuổi trẻ, nhờ đó mà thể chất thêm khỏe mạnh. Thứ 7, đừng sống những ngày tháng cơm canh đạm bạc nữa. Sự xuất hiện của huyết áp cao, mỡ máu cao, đường máu cao, axit uric cao đã khiến rất nhiều người già cho rằng cơm canh đạm bạc mới là phương pháp duy nhất đối với việc khỏe mạnh sống lâu. Chỉ ăn rau, không ăn thịt là có thể sẽ kéo dài tuổi thọ và ít bệnh tật. Nhưng trên thực tế, việc ăn uống lành mạnh thực sự vốn không phải do cơm canh đạm bạc mà cần sự phối hợp khoa học, đầy đủ năng lượng, đa dạng và cân bằng các món ăn. Hãy cố gắng sống trẻ và luôn là người lạc quan, sẵn sàng đón nhận tuổi già. Thứ 8, đừng quá nghiêm túc. Có một câu nói rất kinh điển, rất nhiều người chắc chắn đã đều nghe qua. Nghiêm túc là bạn đã thua rồi. Đến độ tuổi này rồi, đối với một vài người và sự việc trong cuộc sống, cũng nên mắt nhắm mắt mở. Những chuyện không vi phạm quy tắc đạo đức, pháp luật cũng không cần thiết phải quá cứng nhắc, quá nguyên tắc. Hãy sống một cách phóng khoáng, sống một cách vui vẻ mới có thể thắng đẹp. Cả đời này, ngoài 8 chữ đừng mà chúng tôi vừa chia sẻ, thì quý vị cũng cần nhận ra được 6 chữ nên sau để cuộc đời lúc nào cũng tươi vui, hạnh phúc nhé. 1. Nên nhớ rằng trẻ trong tim thì già có là gì? Con người rồi sẽ trở nên già, đây là sự thực, cũng là quy luật khách quan. Nhưng tim mà trẻ trung thì thứ già đi mãi mãi chỉ là tuổi tác. Thứ không già đi là tinh thần, khí chất và tâm hồn. Con người quá 60 tuổi có được một tâm thái tốt, lạc quan vui vẻ, phóng khoáng giản dị. Có được một tâm thái trẻ trung, không than già, không bi quan. Tuổi tác 60, tâm thái ở tuổi 30, đừng vì già mà sầu. Tuổi trẻ nằm ở trong tim chúng ta, càng sống càng phấn khởi. Thứ hai, nên học cách là một khán giả yên lặng. Già rồi, không còn sức lực vô tận nữa, không cần tranh đoạt, giành giật. Thôi thì nên là một khán giả yên lặng, chậm nhịp lại, yên lặng lại, nghe từ âm thanh của hoa nở, cảm nhận thứ việc còn sống tốt đẹp thế nào. Tuy rằng kinh nghiệm và kiến thức của bản thân là nhiều, là tốt, nhưng cũng chưa hẳn thích hợp với những người trẻ tuổi. Cho nên bạn chỉ có thể khuyến cáo mà không phải là ra lệnh. Luôn luôn ghi nhớ vị trí khán giả của bản thân mới không vượt qua giới hạn, tự tìm phiền não. Thứ ba, nên cắt đứt với quá khứ. Sau tuổi 50, muốn sống những ngày tháng vui vẻ thì phải biết cắt đứt với quá khứ, cắt đứt quan hệ với địa vị quá khứ của mình. Phải thành khẩn, thật thà mà chấp nhận tuổi già, giữ khoảng cách với người mà không hợp nhau trong quá khứ. Không nhớ, không hận, đôi bên đều tốt, cắt đứt quan hệ với những chuyện không vui vẻ trong quá khứ. Tu dưỡng lại tâm trạng của bản thân, hiểu được ở độ tuổi nào, cần làm việc gì, vào lúc nào, cần nói những lời gì. Như vậy mới có thể không vượt quá giới hạn. Không miễn cưỡng, không tổn thương nhẹ nhàng, đi vào thế giới vui vẻ thuộc về bản thân mình. Thứ 4, nên để được mất tùy duyên. Nơi thế gian có hai loại khổ, một là nỗi khổ về được và mất, hai là nỗi khổ về tình,
con người thường cố gắng bằng mọi cách để sở hữu được những thứ mình muốn. Suy cho cùng, nó cũng giống như là đánh bạc vậy. Thắng thì cảm nhận vui vẻ, còn thua thì cảm thấy buồn khổ. Trong tình yêu, được thì hạnh phúc, mất thì than trách số phận. Nơi thế gian khổ nhất là tình, còn duyên thì ở cùng nhau, hết duyên thì mỗi người một ngả. Bước qua tuổi trung niên là chúng ta đã qua tuổi yêu đương mơ mộng mà hiểu rõ bản thân. Nói chung, mỗi người đều đang tự mình bước đi trong kiếp sống làm người. Hãy tùy thuận tự nhiên được mất, tùy duyên sẽ thấy lòng nhẹ nhàng. Thứ năm, nên lựa chọn bạn bè. Tri kỷ khó tìm, tri ân khó cầu, bạn già khó có được. Nhất định phải trân trọng thật tốt bạn già bên cạnh, thậm chí là những bạn học cũ, chiến hữu cũ, đồng nghiệp cũ mà vẫn còn giữ liên lạc. Cuộc sống sẽ ngày càng phong phú, càng thú vị, nhiều màu sắc. Sự khác biệt về tuổi tác, quan niệm sống khiến người già không dễ dàng chia sẻ với con cháu. Không ít cha mẹ và con cái không tìm ra được tiếng nói chung. Khi đó, một vài người bạn tâm giao để thủ thỉ tâm sự sẽ giúp đồng điệu về tâm hồn, giải tỏa những khúc mắc của bản thân lại càng ý nghĩa. 6. Nên làm công cho hạnh phúc của bản thân. Con người già rồi cũng phải có việc để làm. Có việc làm thì sẽ bận rộn một cách vui vẻ, sống một cách vui vẻ, hạnh phúc vô biên. Thực ra học tập, lao động, rèn luyện, chăm cháu, trồng hoa, trồng rau đều đang là làm công cho hạnh phúc của mình. Như vậy sẽ đạt được nhiều hạnh phúc hơn cho những ngày tháng về sau của chúng ta. Quý vị thân mến, tuổi già có được chữ an là hạnh phúc. Để có được sự an yên ấy, chúng ta cũng phải biết hy sinh, biết kiềm chế bản thân. Đặc biệt là hãy yêu bản thân mình, yêu cuộc đời này. Như vậy thì mỗi ngày trôi qua, chúng ta cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.